Thưa quý vị, chỉ trong 2 ngày 21 đến 22 tháng 9, đã có 3 khu dân cư mới cho bà con vùng thiên tai chính thức được khởi công xây dựng dưới sự chung tay góp sức của cả cộng đồng. Đây là quyết tâm chính trị của Lào Cai trong nỗ lực sớm tái thiết bản làng sau thiên tai, nhanh chóng giúp người dân an cư, bắt đầu cuộc sống mới. Dự án xây dựng tái thiết khu dân cư thôn Làng Nủ giai đoạn 1 có quy mô khoảng 10 hectare, sắp xếp cho khoảng 40 hộ dân, thiết kế theo kiểu nhà ở truyền thống của người Tày, cùng các công trình phụ trợ như nhà văn hóa, trường học. Chỉ sau 2 ngày triển khai, công tác đo đạc, đền bù giải phóng mặt bằng đã hoàn thành với sự đồng thuận cao của người dân. Chúng tôi đã chủ động về bồi thường, giải phóng mặt bằng và giải phóng toàn bộ cây cối hoa màu, bàn giao lại mặt bằng để cho binh đoàn 12 chính thức khởi công. Và đã phối hợp với các đơn vị tư vấn, nhà thầu xây dựng cũng đã chuẩn bị đầy đủ các cái nguyên vật liệu để phục vụ cho cái việc thi công rất là nhanh chóng nhưng mà đảm bảo chất lượng. Ngay bây giờ là chúng tôi đã phối hợp với các đơn vị sản xuất vật liệu từ ở Hà Nội với quyết tâm và bằng mọi cách là phải bàn giao cho người dân vào ở trước ngày 31 tháng 12. Cũng trong 2 ngày qua, khu dân cư thôn Kho Vàng, xã Cốc Lầu và khu dân cư thôn Nậm Tông, xã Nậm Lúc, huyện Bắc Hà cũng đã được khởi công. Hai khu vực dân cư này sẽ được bố trí cho khoảng 100 hộ chuyển đến sinh sống với diện tích rộng cùng các thiết chế cơ bản và quan trọng nhất là đảm bảo an toàn. Rất là ổn định này, cái này này kiểu cái đỉnh này nó cao thì không có ở chỗ nào sạt xuống nữa. Ở đây thì gần đường thì cũng tiện đi lại rồi, là sông thì cũng tiện đi lại vì được cái đường nó ngay đây mà. Bà con được di cư xuống khu mà tái định cư mới này thì rất là tốt, phát triển kinh tế tốt hơn cái nơi ở cũ, vì cái nơi ở cũ thì hiện tại cũng rất là khó khăn. Qua thống kê, ảnh hưởng của hoàn lưu cơn bão số 3 đã khiến trên 6.700 căn nhà bị ảnh hưởng, trong đó có trên 1.100 căn nhà bị sập đổ hoàn toàn. Ngoài ra còn nhiều hộ dân nằm trong khu vực nguy cơ sạt lở cao, cần phải di dời khẩn cấp. Để sắp xếp được chỗ ở an toàn cho các hộ dân này, cần một nguồn lực rất lớn cũng như quyết tâm chính trị cao của tỉnh. Lào Cai còn khoảng ngàn căn nhà nữa, cũng thuộc diện là ảnh hưởng nghiêm trọng và không ở được. Để khôi phục lại đời sống cho người dân thì cần cái sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị. Hiện nay về quan điểm chủ trương thì đã rõ, các đơn vị đồng hành phối hợp thì cũng đã rõ ràng, cách thức triển khai thời gian thì cũng đã rõ ràng. Hiện nay quan trọng nhất đó là khâu tổ chức thực hiện, các lực lượng phải thống nhất và có cái sự phối hợp chặt chẽ với nhau hàng ngày, hàng tuần thì mới đảm bảo được yêu cầu về chất lượng, về tiến độ, về mức độ an toàn cho các khu tái định cư. Với sự chung tay của cả cộng đồng, sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, Lào Cai đang nỗ lực tái thiết các bản làng sau thiên tai. Chỉ cuối năm nay, những khu tái định cư an toàn hơn, đẹp hơn với hệ thống cơ sở hạ tầng đồng bộ sẽ hiện hữu, minh chứng cho tinh thần đoàn kết, sức mạnh cộng đồng để những đau thương, mất mát do thiên tai sẽ dần nguôi ngoai.